nghĩa một cách đơn giản thì mô hình chỉ là một cái mô phỏng lại. Thế nhưng mà nếu mà chỉ mô phỏng lại một cái vật thôi ấy, thì mình thấy là cái ý nghĩa của nó sẽ không được trọn vẹn. Bất cứ một cái món ăn nào, đặc biệt là ẩm thực Việt Nam rất là đa dạng và phong phú, có cái ý nghĩa đặc biệt, thì bản thân cái mô hình ấy được đặt trong một cái bố cục như thế nào, nó ăn kèm với những món gì để nó nổi bật lên được cái hương vị của món ăn đấy. Một cái bố cục mà trong đấy mỗi đồ vật, mỗi chi tiết nó đều có cái độ tinh xảo nhất định. Cái mong muốn của mình là đưa cái văn hóa Việt Nam gần hơn với mọi người. Những cái đồ bọn mình làm ra ấy, nó không chỉ đơn thuần là một cái sản phẩm vô tri, mà nó có một cái ý nghĩa nhất định, giống như là bắt được một cái nhịp nào đấy với tất cả mọi người. Mình đặt ra là tiêu chí mô hình nó phải chân thực. Nếu như cái món đồ đấy bọn mình cố gắng làm nhưng mà nó chưa đạt, mình sẽ không ra mắt cái đấy. Mỗi cái công đoạn đều quan trọng và có cái khó riêng để ra một cái thiết kế mà nó hài hòa, nó đầy đủ ý nghĩa thì cũng mất rất nhiều thời gian. Còn lúc mà chế tác thật rồi thì cái khó nằm ở việc xử lý vật liệu, bởi vì để cho một cái đồ vật nó bé mà nó lại giống y như thật. Ví dụ như cái bộ mô hình bếp nhà này thì bọn mình sẽ mất khoảng gần 2 tháng để làm tất cả những cái đồ ở trong này. Mỗi cái bát đĩa ở trên này thì đều được tạo hình này, xong rồi vẽ tay từng chi tiết họa tiết. Cây đào thì từng bông hoa được làm nặng từng cánh hoa, từng nhị hoa. Những cái rổ, cái giá đây là phải đan giống như rổ thật luôn. Thậm chí là cái sân gạch kia thì cũng phải lát từng viên gạch. Cái mô hình to này thì mình làm không phải để bán, không phải để thương mại, mà là làm để lưu giữ. Và mọi người nhìn một góc bếp thôi cũng cảm thấy thân thương rồi. Văn hóa Việt Nam rất là rộng, nó sẽ có những cái mảng nó rất là gần gũi, rất là đời thường. Một cái món ăn tuổi thơ thôi, mình nghĩ đấy cũng là văn hóa. Ví dụ như quả bưởi chẳng hạn thì mình hoàn toàn làm theo cái ký ức tuổi thơ của mình. Mình ở Vinh, ngày xưa mình thấy mẹ mình ở quê mua đồ dằm thắp hương ấy, thì ở chợ người ta thường tách sẵn cái vỏ bưởi và xòe thành cánh hoa rồi. Còn ở đây thì gần như mình không thấy, kể cả quê mình bây giờ cũng không còn nữa. Thì mình nghĩ là cái việc mà có được những cái món đồ tuổi thơ ở trong tay ấy, nó là giấc mơ chứ nó không thể thật được. Thì những cái đồ của bọn mình mô phỏng lại để lúc mọi người được cầm nắm trên tay ấy, nó có cảm giác chân thực nhất có thể. Nó giống như một cái món quà lưu niệm, một cái món để trưng bày hoặc là tặng cho những người bạn mình ở xa. Thử thách đặt ra cho mình ngày càng nhiều hơn, tại vì nó không chỉ dừng ở một vật liệu, mà ví dụ như hôm nay mình làm ẩm thực, ngày mai mình làm về trang phục thì rõ ràng cái chất liệu nó không thể giống nhau được. Hai cái lồng đèn cổ, cua cổ và cá chép cổ thì bọn mình phục dựng vào năm Trung thu 2020. Mọi người có đưa tin về ở bên bảo tàng bên Pháp có hai cái đèn đấy, và mình rất là trầm trồ vì cái độ tinh xảo của nó. Vậy thì khi mà nhận được một cái lời đề nghị như thế, tức là mình cảm thấy là gọi như là một cái cơ hội để mình thử thách bản thân. Và bọn mình gần như là sáng tạo hoàn toàn, bởi vì là cái tài liệu cũ ấy thì nó không có nữa, mà nó chỉ nhìn thấy được một hai cái phần rất là nhỏ ở bên ngoài thôi. Mình phục dựng và đọc những cái tài liệu khác thì mình biết được rằng là Trung thu ngày xưa ở trên phố Hàng Gai bán rất là nhiều những cái đèn làm thủ công, từ cầu kỳ đến phức tạp, đủ các con vật, ví dụ như đèn thiềm thừ, đèn con bướm, đèn quả lự, đèn quả xoài, rất là nhiều. Không chỉ đơn thuần đồ chơi mà nó như là một cái tác phẩm nghệ thuật, nó rất là cầu kỳ, phức tạp và đòi hỏi tay nghề. Và ngày nay thì nên hoặc là cố gắng để có thể tiếp nối cái truyền thống đấy. Dù cho có hiện đại thế nào nữa thì có những thứ mà không thể thay thế được. Tại vì có bàn tay con người vào thì những cái món đồ đấy nó mới có tình cảm. Vậy thì cái việc bọn mình làm đấy là cố gắng duy trì cái nghề thủ công và đưa cái nét văn hóa Việt Nam vào trong đấy.